Một câu nói đó là đất Ninh Bình đầy nắng và gió, con trai Ninh Bình vừa chịu khó lại còn đẹp trai. Khi mà tôi đẹp trai thì tôi hát bài bài, khi mà tôi xấu trai thì con tôi nó ẹ, khi mà con tôi nó ẹ thì con cho nó ỉa. Yeah, come on nào, mà tôi sẽ thèm mà chốc cơm nó mà ỉa thì mày phải ăn đống cứt. Bây giờ là gần đầu trộn mọi người vẫn cho dõi hàng và cùng nhau trộn tất. Tới mày năm cái áo bảo hiểm cho thầy. Tới mày ráng. Mày ơi, đáp đi mày. Nó phải có phần. Đáp, nhưng mà phải đáp về sản phẩm sữa nước mặt trời. Phải có chốt đơn. 119 nha. Rồi chốt đơn này kia luôn. Đáp đi, không có chữ đâu. Mà đáp freestyle. Mà đáp thoải mái. Hai điện thoại nào. Nó rớt dưới nè. Ok. Rồi, bật đi. Bật rồi. Rồi, bật rồi. Chuẩn bị vô nè. Bật lớn rồi. Nhưng mà phải có nói với sữa 8 chừng ngay 119 nha. Ủa, đang bật rồi. Tự nhiên bà tắt chi. Bà bật lớn. 0101. Sai rồi, 0201. Bà làm thêm cái nữa là nó khóa luôn. Đâu vậy? Sai rồi đây. 0201. Chơi bệnh này trong nhà định nó rồi, biết cứ, bị rồi, cứ bảo đảm đại em. Cái xì xa. Vô. Hay đó. Lại em. Lại rồi, ok. Chừng nào vô rác là bà rác nha. Yeah. Yeah. 1, 2, 3, vô. Hôm nay tôi xin tử. Chưa. Không biết tôi nhạc. Chuẩn bị nó phải cho có nhịp chắc phải. Bà nghe đi. Đáp vô. Yeah, tôi xin tự hiệu, tôi là Mì Báo. Hôm nay tôi đến cái này là tôi muốn giải quyết ao hay là quyết giác đó. Ừ, mắc cỡ. Ờ, mắc cỡ quá hai. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Mì Báo. Tôi rất thích ăn cháo bò và tôi ngáo ngáo. Buổi sáng tôi thích đi chơi chơi. Thấy mày phải như thế. Nó có bẩn 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 như thế. Ông cầm sổ coi. Yeah. Hai lo giữ con kìa. Mày có cho đi đại đúng không? Hả? Sao nó có nước 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 nè. Tôi xin tự giới thiệu. Mẹ nó. Anh đi em coi. Dạ. Tôi xin tự giới thiệu. Tết tết tết. Nè, ta cho mày một câu thôi. Tôi xin tự giới thiệu nick nên tôi là bé dâu và tôi sẽ sủa gâu gâu cho mình gâu gâu được xong đó. Rồi. Nó vẫn như thế. Đây. Dạ. Yeah. Tôi xin tự giới thiệu tôi tên là bé dâu. Ủa, ta mới nghe nói cái bài gì đó. Bài cái nhạc đó nó dễ nhất rồi đó, mấy cái nhạc kia nó căng lắm. Sao lại mày gâu 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 hết. Rồi mọi người ơi, nhanh chóng vào nhà hàng và bấm nút chốt đơn giùm em sữa 8 chừng ngày với mức giá là bao nhiêu ạ? 119 chỉ với mức giá là 119 nha. Cái ăn gì mà bữa ráp ta? Chốt là gì anh nào? Tự nhiên ăn gì bữa ráp? Ráp solo. Tôi xin tưởng thấy điện ra ráp luôn nè. Nó làm mấy người ta ráp, không có bà. Nhạc ráp. Mọi người ơi, đặt hàng giùm em nha. Đúng rồi. 119 thôi. Dạ, 119 thôi. Yeah, giống sắc. Mấy mẹ. Mấy đứa lóc chắc bữa xuống dưới bếp. Gì vậy mẹ? Mọi người ơi, mọi người nhanh chóng ha. Sữa 8 chừng ngày 500 ml với mức giá là bao nhiêu ạ? 119. Một cái mức giá nó quá hời rồi nha cả nhà, thật sự luôn. Em thấy bây giờ. Nè. Ok nè. Rồi ok. Trời ơi, má mới cách đây có 1 phút thôi nó đã có edit rồi. Yeah, tôi xin tự giới thiệu tôi là gà con. Mấy thằng nhóc cứ gà con. Ủa, trong em biết rồi. Ủa, cũng biết để chèm. Mà bà mọi biết đó. Thật chưa? Nè, giữ nó lại không không? Đứng đây giùm tôi đi, mọi người không thấy bà. Đứng đây đi. Đứng đây. Đứng ở đây. Yeah, tôi xin tự giới thiệu tôi là Mi Báo. Tôi đến đây này là xỉu sản phẩm. Bất cả. Chốt đơn giùm em đi mọi người, nhức đầu khúc này. 119 mà không chốt đơn. Nhanh chóng đi chốt đơn. Nhanh chóng đi chốt đơn. Nhanh chóng cho mọi người nha. Tôi muốn nói với ông một điều là ông đừng có mà ở đây phe. Thôi bà rớt rồi, người ta đang xong người đang lập ráp bán hàng mà rớt nhịp. Mày đã sao đang nóng không? Lúng luôn. Ông Hồng ơi, hồi giấc cái bác đâu. Mày rớt sao đang nóng không? Lúng luôn rồi. Mọi người ơi, chốt đơn giùm em mọi người. Rồi, mình nhanh chóng mình chốt đơn. Đang giảm giá là mọi người 119 thôi. Chỉ có mức giá là 119 thôi mà mình không chốt là buồn nha mọi người. Đó, hãy vào mua mình đặt hàng giùm em. Đúng rồi mọi người ơi. 119k cho một
Cảm ơn người đã ban quần áo con đang mặc, chén cơm con đang ăn, cọng cần con đang cắt. Cuộc sống của con hôm nay, con cảm ơn người đã để mắt tới con. Cuộc sống này có bao nhiêu điều đẹp, nhìn đâu đâu cũng đẹp, từ cây bông cho đến đôi dép. Cây đẹp, nhà đẹp, ngoài đường các em gái đang chạy xe trên đường Nguyễn Trãi e thẹn nhìn con. Con đang được bay, bay như người say, quên đi hết cuộc đời này nếu như con chết. Đêm này cũng phải hút cạn điếu này, nghe một bài nhạc thật hay, tận hưởng đến giọt cuối cùng. Mặc kệ rượu cay, một điếu cho anh em người cùng con và sinh ra tử. Một điếu cho cha mẹ tôi bất hiếu này có tha thứ. Một điếu dành cho trời, một điếu dành cho đất, một điếu dành cho những người lại chiếc bàn thờ khi con mất. À, không hả? Đó, đờ, đờ, ba, đờ. Dạ, dạ, ngò, ngọt, dịch. Dạ, dạ. Ở đâu? Ở đâu rồi bà? Ở dưới gần ghế à? Chỗ ba, đờ, chăn, chăn. Trả lời chốt đời đi mọi người ơi, xin tạm chung ngay này. Rớt ra là về. Vô nè, vô nè, vô nè. Lâm lại đây. Vô nè, vô nè, vô nè. Ê, mô Phật phụ hộ độ trì cho con. Chạy một vòng ở Sài Gòn, con muốn an toàn, không bị cướp, không bị phạt. Con muốn tiền còn, con muốn mình không được thanh thản, không muốn nó phiền. Con muốn một ngày thật là đẹp, không có mưa, nắng không gắt. Con muốn anh em của mình không còn bị giam sau song sắt. Trách không tắt hút điếu cần trên đường phố, không ai bị bắt. Bởi con chắc bữa cơm tối vơi, không muốn một ai vắng mặt. Xin ở trên nghe lời cầu xin. Nam mô, nam mô. Con chỉ mưu cầu hạnh phúc cho người anh, cho người em, cho bạn mi báo này. Hút cùng nhau một điếu cho anh em người cùng con và sinh ra tử. Một điếu cho cha mẹ tổ bất hiếu này có tha thứ. Một điếu dành cho trời, một điếu dành cho đất, một điếu dành cho những người lại chiếc bằng cờ khi con mất. Măng măng mô mô mùa tầm các khi này trời mình bao giờ cuộc đời ơi mừng già mòn mòn chân. Đoạn cuối, đoạn cuối. Ai giờ ra đây mọi người nhớ vào trong sổ hàng và chốt đơn nhá. Đây là một bài rap được dựa trên nền nhạc của Phật giáo. Đây, 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 chúng ta đến với đoạn cuối cùng của bài rap này nha. Are you ready? Hey. Cầu trời khấn Phật cho anh em con an toàn. Một lạy xin đất cho mẹ cha con bình an. Nam mô cúi đầu. Con không muốn sống lâu, con chỉ muốn xin người lắng nghe. Đây là lời con khẩn cầu. Một điếu cho anh em người cùng con và sinh ra tử. Một điếu cho cha mẹ tổ bất hiếu này có tha thứ. Một điếu dành cho trời, một điếu dành cho đất, một điếu dành cho những người lại chết bằng thờ khi con mất. Nam mô. Chúc đơn đi mọi người ơi. Vẫn nghe tình ba mắt nhưng vẫn cứ mình tặng luôn. Về luôn đi con gái chết rồi. 11 giờ rồi. Về nghỉ ngơi. Khóc luôn, đau quá khóc luôn. Không sao. Hollywood mà, diễn viên Hollywood. Nhẹ tinh. Mọi người ơi. Đây cho mày làm này. Nha mọi người. Đó mày làm đây. Nào đi. Chúng mình lên một mã đặc biệt xe ra chị thăm mùi mắt với mức giá là 99k nha mọi người nha. Thả tim thật nhiều. Đây. 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 329 nè. 329 là giá gốc. Bây giờ mọi người ơi. Đóng bài rồi. Đóng bài rồi. Đóng bài rất ít mã. Rất ít mã. Nhưng mà giới hạn. Mà mức giá sẽ còn lại là 99k. Tao là vô tình. Mày mày cố tình là mày sẽ dùng mức mạng. 99k. Ok. Nè, nắng lại nha. Thì đấy bình thường à. Chả có gì. Giảm chưa? Chưa giảm chưa. Ông với mẹ. Không, để hoài. Mọi người ơi. Sao giờ thầy nó rút anh nghĩ là chuẩn bị mình ơi. Giá bây giờ đang là 329 nha. Chuẩn bị mình sẽ xuống mức giá chấn động 99k cho xe đơn kỳ thăm quần mắt nha. Chấn động nha mọi người nha. Thôi về nghỉ ngơi đây. Mày còn không ăn hết trái táo nè. Ở bên này trái cây này lát nữa em chia cho mấy bạn nha. Nhanh lên mọi người ơi, chấn động giảm giá nha mọi người. Rồi bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người 20 giờ tối ngày thứ 3 nha. Rồi bánh tua. Rồi mọi người. Em về đây. Em về ăn đi thầy, đậu xanh đó thầy. Đậu xanh hay quá, không phải là thấp cấm. Ủa gì vậy, sao nãy thầy nói em đậu xanh. Ý là